Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ chủ đề nói về quả tràng dậy khắp năm châu, thiên tai địa ách khó hầu thoát thân. Tuyết Già chia sẻ bài này để các bạn nhìn thấy rất là rõ, hiện nay là tất cả từ thế giới cho đến đất nước Việt Nam, bất cứ châu Á, châu Âu, châu gì, nơi nào là cũng có thiên tai địa ách hết luôn. Không có còn một cái nơi nào bình yên luôn đó các bạn. Tại vì là chạy theo gì? Chạy theo thị dục mà lòng người trở nên hung ác. Tiết Già chia sẻ đây là những lời trong sấm giảng nói, chứ Tiết Già không có nói nha các bạn. Tại vì người hung ác thì người nào cũng có người. Chứ nếu như mình tu rồi thì tự động cái hung ác của mình nó cũng bỏ các bạn. Rất là lạ. Mà kỳ này là trước tiên là ác tăng là tiêu diệt trước đó các bạn. Đã là người thầy học đạo để độ đời mà chia rẽ thấp cao hơn thua. Miệng mấy ông giảng đạo thì bảo sống phải biết yêu thương nhau, mà mấy ông lại không có chấp nhận thầy Minh Tuệ. Tại vì thầy quá nổi tiếng rồi. Chứ nếu như ngày xưa đó, cách đây mấy năm về trước thì mấy ông chấp nhận. Còn bây giờ là mấy ông cũng như là không có chịu, không có chấp nhận, là tại vì thầy nổi tiếng hơn mấy ông. Cho nên mấy ông cũng như là sợ rằng là giống như là mấy ông mất đi cái chi phí đó. Thầy Minh Tuệ là người mang xác phàm, nhưng mà thầy hành theo pháp Phật, thầy hành theo pháp của Như Lai. Còn những người mà tu hành á cũng tu nhưng mà chạy theo cái thị dục, lúc nào cũng để cái tài khoản lên để cho người ta chuyển tiền vô đó các bạn, thấy không? Đua chen áo mão cân đai, tổ chức khóa tu thì đình đám to lớn rồi người mà giống như là nghèo, người mà không có đủ tiền á các bạn biết không, rất là khó tu. Rồi một cơn giông gió thì nó tuôn một giờ mà còn chưa có nhận ra nữa. Tổ chức càng lớn thì bão nó tới càng sớm, nó rất là lạ, coi như là nó tuôn sạch hết mà đến đổi mà bị thương nè, rồi chết người luôn đó các bạn. Cứ giảng đạo thì nói là vô thường, mà hiện nay cái thời kỳ cuối là phải giảng đạo giống như là khuyên người tu gấp để đủ phước, cũng như là để chống chọi, gọi là cũng như là trên trần gian bây giờ các bạn biết không, mình không đủ phước là mình không có thể nào mà mình chống chọi nổi. Đó là Tiết Già chỉ là người chia sẻ thôi nha các bạn, chứ Tiết Già không có giảng đạo, không có giảng pháp gì hết. Tiết Già không có biết, Tiết Già chỉ có tu tại gia thôi. Nhưng mà tại vì cái sự tu tập của Tiết Già đó là Tiết Già thật sự buông bỏ hết, không có gì tiền, không có ham tiền, không có để tài khoản, không có xin tiền của ai hết, bất cứ coi như là tiền lớn tiền nhỏ gì hết. Nó Tiết Già cũng như tự làm tự sống, đủ chén cơm manh áo nơi xứ người để tu tập thôi đó các bạn. Tại vì thiên tai địa ách đó là coi như nước ngập khắp nơi luôn. Rồi đa số đó là những người mà giảng đạo cứ nói luật vô thường, luật nhân quả nói hoài luôn, để cho người gì, người chưa hiểu, rồi người ta sợ nè, rồi người ta phải đi gì, phải đi cúng dường, cúng dường để chi biết không, để cho cũng như tai qua nạn khỏi. Mấy ông cứ hù dọa hoài luôn. Tiết Già chia sẻ với các bạn nè, bây giờ mình tu là mình không có nghe ai hết á, mà bây giờ mình nghe thầy Minh Tuệ giảng, cũng như là mọi người ở tại gia ăn chay giữ giới làm việc thiện bao nhiêu đó thôi là mình coi như là mình cũng khó khăn mà rèn luyện đó các bạn. Tại vì nhiều khi mình ở tại gia mình còn giận hờn, mình còn giống như hơn thua, sợ nghèo sợ khổ, rồi mình còn ăn uống món ngon vật lạ nè, rồi đôi khi cũng như là uống bia uống rượu nữa. Cho nên ở tại gia mà nghe lời thầy Minh Tuệ coi như là ăn chay giữ giới làm việc thiện là bao nhiêu đây á, là coi như là thực hiện nó rất là khó đó các bạn. Rồi thầy Minh Tuệ nói đừng sát sanh nữa, tức là mình không có còn ăn những cái con sống sống á các bạn. Rồi thầy Minh Tuệ đã nhìn xa trông rộng
nên thầy cũng như là dặn dò rất là kỹ mà thầy gom lại, chỉ có gói gọn là ở tại gia, ăn chay giữ giới, làm việc thiện. Nó các bạn thấy không, thầy không có nói nhiều, có mấy chữ vậy thôi đó, mà nếu ai mà thực hành được á là cái thời này coi như là được đại ân xá, được phước báo cũng như là vô lượng đó các bạn. Mà hiện nay á mà không nghe lời thầy Minh Tuệ á, rồi có những người nè vì ham vui thích đến chỗ đông người. Thường thường á tu á các bạn biết không, là phải ẩn tu. Tu là phải giống như là những chỗ nào nó vắng vẻ, nó cũng như là nó không có ồn ào thì cái tâm mình mới tịnh được. Thường thường người tu á là người ta chọn độc cư nè, hoặc là hả huynh đệ với nhau là đi lên chỗ những núi non, những cái chỗ mà rừng thẳm, những cái chỗ mà rẫy bái rồi đó các bạn. Thì tu còn cái này á, hiện tại bây giờ các bạn thấy không, tu nó rất là lạ, tu hiện đại quá, tu gì đâu mà tổ chức đình đám ăn uống rồi nói cười vỗ tay rần rần luôn. Cái đó là hả tiếp già phân tích nha các bạn, chứ còn cái chuyện ai tu làm sao kệ. Tại vì hiện tại bây giờ coi như là một cơn giông gió là nó thổi sạch hết đó các bạn. Tức là kỳ này á, là cái cơ này là một cơn mà gọi là giông gió, nó tuôn một giờ để cho mình nhìn thấy như vậy đó. Để mình cũng như là ở tại gia nè, tu tập đừng có cũng như là tụ tập đông người. Các bạn nhìn thấy nè, giống như hả mấy năm về trước mà hả cái cơn dịch bệnh mà Covid vừa qua cũng vậy nữa. Đây cũng là cái cơ để cho mình hạn chế, đừng có nhiều chuyện, đừng có tụ tập, đừng có đến những cái chỗ đông người. Khi nào mình cần thiết, mình làm việc, mình đi mua bán hay là mình làm như thế nào đó, mình cần lắm mình mới đi. Còn nếu như mà mình đi chơi hay là mình đi tu thì mình nên tìm những cái nơi nào mà nó hẻo lánh, nó cũng như là nó yên tĩnh. Chứ còn như đông quá là coi như là hả nó y xèo như vậy, làm sao mà tu được. Cái đó là tiết già hả nói thật luôn. Nhật Bản á, là năm nay á, là trải qua những cái cơn bão mà gọi là hải hùng luôn đó các bạn. Cuốn trôi nhà cửa cũng như là một số nơi nè. Để mình kể cho các bạn nghe là bão kỳ này rất là lạ. Đài đã báo bão rồi, coi như là bão đi qua hết các tỉnh, không chừa một cái tỉnh nào cũng như là trong cái đất Nhật này. Người dân ai cũng mua nước, mua lương thực để dự trữ hết đó các bạn. Tại vì đài báo là bão sẽ tới, nhưng mà đợi mấy ngày luôn, đợi 2 ngày, 3 ngày không có thấy bão luôn, mà cứ nói là bão, bão không. Rồi xong rồi hả, bắt đầu hả bão sẽ tới mà rất là lạ các bạn. Bão tới đi vòng vòng vậy đó. Cái nơi nào mà cảm thấy giống như hết phước thì ghé vô. Nó ghé vô coi như là cuốn trôi cũng có sập những cái nơi mà giống như là nhỏ nhỏ thôi các bạn. Sập những cái trại, những cái chòi, những cái gì thôi. Rồi cũng có những cái nơi mà gọi là giống như cát nó tuôn xuống, rồi cũng có bị thương, cũng có chết người nữa. Nhưng mà nó rất là ít, cái kỳ này bão đi qua rất là nhẹ nhàng. Rồi cuối cùng bão yếu dần dần, rồi bão đi luôn đó các bạn thấy không. Coi như là mình không có thể nào mà mình biết trước được hết. Thì người dân ai cũng chuẩn bị hết để hả thức ăn rồi lương thực nè ở trong nhà để tránh bão. Mà cũng may á là coi như là bão vừa vô cái cũng như đất Nhật á các bạn, thì đài báo lại nói rằng là hả mắt bão rất là yếu dần dần, chỉ cũng như là đi qua một số nơi đó các bạn thấy không. Coi như là tại sao bây giờ là hiện tại á là mình còn phước, là mình cũng như là còn sống, nó rất là lạ vậy đó. Bão là bão, thiên tai là thiên tai, mà cái cần nhất á là mình phải ăn chay giữ giới, làm việc thiện, buông bỏ hết. Đừng bao giờ mà để số tài khoản rồi để xin tiền, xin xỏ gì đó. Khi nào người ta để số tài khoản là người ta làm việc thiện, thì cái đó Tiết Già không có nói. Mà vấn đề xin tiền á nha các bạn, thì Tiết Già mới nói. Mình nói cho rõ ràng, nhiều khi nói nó bích lòng đó các bạn. Mà bảo kỳ này á trên đất Nhật á nó còn lạ hơn nữa luôn. Bảo đi rất là chậm luôn. Mà đài báo coi như là càng chậm thì coi như là bão nó mạnh, mà hả tới hồi vô tới thì nó yếu dần dần, nó may cái chỗ này nè các bạn.
làm cho người dân á, giống như cứ hồi hộp nè, trong cũng như là mấy ngày luôn, chẳng thà bảo nó đi qua đi để mình làm ăn, chứ bây giờ mình đi làm mình cũng không dám nữa. Các bạn biết như vậy thì nó thất thoát coi như là những cái công ty xí nghiệp, những cái mà nơi mà để vận chuyển hàng hóa đó là người ta không có vận chuyển được luôn, nó phải ngưng trệ lại, nó thất thoát tiền bạc coi như là cái sự mà danh vọng á, để mơ ước là các bạn đã thấy rồi. Nó rất là khó khăn trong cái thời kỳ này, để cho chúng ta nhìn thấy rằng á, là coi như cái danh lợi ở trên trần gian này á, là coi như không phải mà dễ để tìm á các bạn. Tiết già chia sẻ với các bạn nhìn cũng đã đủ biết rồi. Đây là cái cơ mà để cho người đời nhìn thấy trần gian khổ lắm. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột độ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi. Nào ai rõ cái vui thiệt đáo. Cái vui thiệt sự á, thì nói chung là mình không có nhìn thấy, tại vì tâm linh nó trừu tượng quá. Chỉ có khi nào mình bước vào đường tu mình mới nhìn thấy rất là rõ. Còn cái vui ở trần gian này á, là cái vui mà gọi là giả tạm. Chỉ cái vui nó thoáng qua rồi chúng ta sẽ đau khổ. Yêu cũng đau khổ, mà có tiền cũng đau khổ, mà nghèo cũng đau khổ. Nói chung là cái gì cũng đau khổ hết. Các bạn thử thời tiền nhiều quá đi, đau khổ không? Ngủ không có được nè, sợ ăn trộm ăn cướp nè. Nghèo quá không tiền nuôi con cũng khổ. Rồi khi mà mình hả có được quyền chức nè, danh vọng quyền chức á, các bạn thấy không? Rồi đi ra phải có gì vệ sĩ nè, rồi hả phải bảo vệ nè, còn không là bị ám sát nè. Rồi mình nghèo quá, mình đi lang thang, mình làm việc mình cũng rất là khổ để kiếm tiền. Nói chung là ta bà này là rất là khổ, lắm khổ đó các bạn. Đức Quỳnh giáo chủ cũng như là hả khuyên tu thôi, không có tổ chức lớn lao gì hết, cúng dường gì cả. Đức Quỳnh giáo chủ á, là luôn luôn á, là khuyên người tu thôi, tu tịnh độ, tu coi như là ăn chay nữa, các bạn thấy không? Rồi à, ngài cũng như là hãy viết sấm giảng để lại, ngài đâu có kêu mình cúng dường cúng gì hay là tổ chức coi như là đình đám gì đâu các bạn. Vì các ngài biết á, là thời kỳ giống như nó đã tới rồi nè, nên phải tu mới kịp. Chứ còn hiện nay á, là nếu như mình muốn cúng dường á, thì mình đủ duyên nha các bạn. Thì mình gặp sư huynh đệ nè, sư huynh đệ của thầy Minh Tuệ mà đang đi khất thực đó các bạn, thì mình đủ duyên thì mình gặp thì mình cúng dường. Đây mới là chánh thức gọi là cúng dường có phước báo rất là lớn. Tại vì các sư coi như là thọ thực á, là các sư ngồi thiền định, các sư ngồi tịnh tâm, các sư ngồi tu hành trong một cái nơi mà giống như nghĩa trang nè, một cái nơi coi như là hả núi non hẻo lắm nè, rất là thanh bình, rất là coi như là một cái ánh sáng mà từ bi trong trẻo, coi như cái sự tu tập của các sư không có ồn ào, không có vỗ tay rần rần, thì mình cúng dường như vậy đó là mình mới có phước báo. Còn nhiều khi mình cúng dường bị sai lầm á các bạn biết không, rồi mua đồng hồ hàng hiệu xe hơi lái vèo vèo, thì cái này e rằng không có phước. Đó là tiết giờ học mà chia sẻ với các bạn, cúng dường đúng nghĩa mới có phước báo đó các bạn. Có phước báo á thì mình mới chống chọi được gì qua thiên tai lũ lụt hiện tại bây giờ coi như khắp nơi luôn đó các bạn. Còn nếu như á, mình chưa có đủ duyên mà mình không có gặp được các sư đi, không có gặp được quý sư mà huynh đệ của thầy Minh Tuệ, hay là quý sư cũng như là đi khất thực đó các bạn, như sư Phước Đông nè, rất nhiều sư cần thọ thực một ngày chỉ một bữa ăn thôi. Nói nếu mình hả không đủ duyên, mình không gặp được các sư, thì mình ở tại gia, mình ăn chay giữ giới, mình hả luyện tập tu hành, coi như là mình tịnh tâm, rất là yên tĩnh, coi như cái sự tu tập mình á, thì mình mới có được cái phước báo. Còn nếu như mình đến những cái nơi mà nó rần rần vỗ tay như vậy, hỏi các bạn làm sao các bạn tịnh tâm được nè. Nó chỉ là vui thôi, vui lắm. Đó, nhưng mà có phước báo hay không á, thì cái đó tiết già không có biết. Tại vì tiết già không có học
những cái câu như vậy, Tiết Dạ học nhiều thì chia sẻ cùng các bạn để các bạn bước tới đường tu, để các bạn có được cái phước trên trần gian, để các bạn chống chọi qua trong những cái thời mà gọi là thiên tai sắp tới rất là nhiều cơn, mà gọi là có thể là nước ngập dâng cao nữa đó các bạn. Video Tiết Dạ chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.